Ở giao chiếc này nha, quay số điện thoại khách hàng lên luôn. Đây, ở Nghệ An nha, thiếu 3 triệu nha, ta lấy tiền xe. Tiền này nè, tiền trước rồi nè. Rồi, trừ luôn vết xước này. Xe rất đẹp nha, rất bài bản, đâu có đó hết. Rồi giờ ba em dùng xe nâng, giờ cầu vật nãy đi giao mấy chiếc cua ta rồi, giờ dùng xe nâng để nâng cái này lên. Mấy cái xe nâng này nâng được không á? Lui tí. Thôi, tới đừng tới, đừng tới nữa. Dạ đi, dạ tí đi. Nữa. Dạ đi, dạ đi. Rồi. Ba hai năm không nha. Giao. Chiếc này là khổ nhất trong từng đó chiếc. Con này giao đi Nghệ An nha. Tôi giao cho anh cặp kiếm đây luôn nha. Cặp kiếm rất đẹp nha. Đây, anh yêu cầu giao cặp kiếm thì đây có cặp kiếm nha. Cặp kiếm có tăng này luôn này, kiếm VIP nha. Để giao chiếc D3250 trợ lực lái một cầu nha. Chào anh lên YouTube. Đây bằng, đây bằng mua, đúng chính xác luôn, đây bằng mua nha. Đây là bằng mua rõ ràng luôn, nhắm đứng đây là bằng mua rồi đó. Trời tối rồi nhưng mà vẫn giao xe cho khách nha. D23MF. Vẫn giao thêm một em nữa. Giờ về mình bắt xe.
được, nó xa quá đúng không? Nó xa mũi quá kìa. Để 2-3 mét nha.